Good morning quý vị. Hải Cơ Minh đang có mặt ở đường Cách Mạng Tháng 8, ngày xưa là Lê Văn Duyệt, Tân Bình, Sài Gòn, sáng ngày 14 tháng 11 2017. Trời Sài Gòn đang nắng đẹp quý vị. Nhiệt độ bây giờ khoảng 29 độ C. Đây là đường hướng từ Bảy Hiền đó gì đi về trung tâm quận 1 nè. Thì là bắt đầu Sài Gòn vào mùa khô. Bây giờ tới 6 tháng nữa là sẽ bớt mưa. Đi quay phim sẽ thoải mái hơn. Chúc quý vị ngày mới tốt lành vui vẻ. Trước là ngã ba ông Tạ đó vậy. Phải đây là cái hẻm tắt qua Nghĩa Phát, nó đỡ kẹt xe. Lâu lắm rồi quý vị mới thấy xe lôi à. Bên phải đi chợ Nghĩa Phát. Thank you.
Và đây là đường Đức Thánh hay gì? Chiếc xe lam cổ rồi đi chợ Nam Hòa, thêm cái chợ nữa. Đây là đường Đồng Nai. Ok, thank you, see you ở video tiếp theo nha, goodbye.